Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Và đối với một vlogger chưa kiếm được một xu nào từ YouTube mà lại đầu tư vào một cái máy 20 triệu thì quả là hoặc là bị dở hơi hoặc là phải có niềm đam mê rất là lớn đối với lại quay phim chụp ảnh, thì mình chính là cái thằng dở hơi đấy. Ngày hôm nay mình vừa mới bán con A6300 đi và rước về con Sony Alpha A6400 và mình sẽ cho các bạn xem. Ôi giời ơi, mất tiền nói liên tục. Và hôm nay mình đã vừa rước về một em Sony Alpha 6400. Khi mua mới thì các bạn sẽ được tặng một cái hộp như này, à một cái túi như này. Cái túi máy ảnh chính hãng của Sony thì tá lả tem mác như này. Túi khá là nhỏ gọn, giấy tờ êm. Cái túi này ở ngoài thị trường bán có 300 ngàn thôi, rơi vào 280-300 thôi. Và đây chính là Sony A6400. Ở bên trong hộp khi mở ra thì tá lả giấy tờ, tá lả hướng dẫn. Mình có mở hộp ở cửa hàng rồi, sau đó mình lại lắp lại và về để mở hộp lại. Hộp. Mình được khuyến mãi một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ này là thẻ nhớ Class 10 80 MB trên dây, 16 GB. Cái này thì chỉ quay được Full HD thôi, mà chỉ quay được tốc độ 24 hình trên dây thôi, không quay được 4K. Đây là cái dây máy ảnh xịn sò. Đây là cái cục sạc. Cục này nó thiết kế khác với lại những cái cục trước. Đây là quả pin. Quả pin này mua rời cũng 1,3 triệu đấy. Đây là cái cáp micro USB và rất nhiều giấy tờ của Sony nữa. Trong này ui đủ thứ tán lả trên đời. Và đây chính là nhân vật chính Sony Alpha 6400 kèm theo ống kính kit. Mình mua kèm ống kính kit 1650 thay vì là ống kính, nó có cái ống kính kit đắt hơn là phải thêm những 6 triệu là 16108 à. Nhưng mà mình để quay phim thì mình sẽ chọn cái ống kit 1650. Quay phim, quay vlog rất là ok, còn chụp ảnh thì mình sẽ mua ống kính khác, chứ còn ống kính zoom của nó 16108 thì mình cảm thấy không thích. Khẩu của nó nhỏ quá, chụp không ngon. Hết rồi. Lắp pin vào mệt mệt thôi. Xịn sò. Và mình đã từng khoe với các bạn ấy là mình sử dụng Sony A6300, nhưng mà sau đó mình đã quyết định nâng cấp lên để mình bán con A6300 đi và mua con Alpha 6400. Về mặt thực tế thì nếu như mà các bạn đang sở hữu A6300 thì không nên nâng cấp lên A6400, bởi vì A6400 nó nâng cấp khá ít liên quan đến chất lượng hình ảnh. Như ở bên DxO nó chấm điểm sensor ấy, thì A6300 chụp và quay về độ sâu màu rồi là
về low light ISO rồi là dynamic range, tất cả các thứ đều hơn con A6400. Thế mà A6300 thì được sản xuất năm 2016, nghĩa là cách đây cũng 5 năm rồi. Còn A6400 thì được sản xuất 2019, khá mới nhưng mà lại không hơn về chất lượng. Thì rất nhiều người đã test chụp với A6400 và A6300 trên cùng một lens thì A6400 có nét hơn nhưng mà không đáng kể bao nhiêu. Trong khi đó là các bạn mua A6300 thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 13 triệu thôi. Còn A6400 mà kèm kit như này nó lên đến tận 23 triệu. Thì chênh nhau những 10 triệu mà lại công năng không hơn đáng bao nhiêu thì các bạn không nên đầu tư. Thì lý do mà mình nâng cấp lên A6400 bởi vì là mình hay quay vlog một mình, thì cái việc lật được cái màn hình ngược lại nó rất là quan trọng để mình căn khung hình, thì A6300 không làm được điều đó. Đây, như các bạn thấy đây là nó lật được lên, thì A6300 không lật được. Và khi không lật được thì các bạn phải mua một cái phụ kiện để chiếu cái màn hình này lên trên cái kính, sau đấy là ngồi ở trước nhìn, thì nhìn như thế nó rất là kỳ mà nó rất là cồng kềnh, đi đâu nó phiền phức lắm. Thứ nữa là A6300 thì nó không có cảm ứng. Cảm ứng thì thực ra không quan trọng lắm đối với những cái chiếc máy này chuyên để quay phim như này, nhưng mà mình nhiều khi mình muốn lấy nét bằng cảm ứng. Ví dụ như là mình quay hai bạn nói chuyện với nhau mà mình phải chuyển lấy nét từ bạn này sang bạn kia, thì đối với A6300 không có cảm ứng ấy, thì nó khá là phiền phức, phải xoay như này, xoay manual, chuyển sang manual xoay. Nhưng mà bởi vì mình dùng gimbal, mình có một cái gimbal Ronin SC này, thì khi thò tay lên thì nó rất là vướng, và đang đang cầm gimbal thì nó rất là phiền phức. Thì mình thích cái cảm ứng của cái 6400 và mình cần nó. Tiếp nữa là nó nâng cấp cái gì nhỉ? Nó nâng cấp cái tốc độ lấy nét. A6400 thì lấy nét 0,02 giây. Còn A6300 thì lấy nét và rơi vào tầm 0,06 giây. Thì như vậy là A6400 nó sẽ lấy nét nhanh hơn rất nhiều so với A6300. Nhưng mà lấy nét nhanh như vậy thì nhiều khi là dở hơi củ chuối. Ở trên con A7C ấy, thì nó cho phép các bạn chọn tốc độ lấy nét làm chậm lại để cho nhìn nó feeling hơn, nó phim hơn ấy, nó điện ảnh hơn ấy. Thì cái tốc độ lấy nét cao này nó chỉ có một vài ý nghĩa nhỏ nhỏ trong các cái cảnh quay, đấy là khi mà các bạn vội vàng giơ lên để chụp thì sẽ bắt được khoảnh khắc ngay, hoặc là khi các bạn quay slow motion một người đang chạy chẳng hạn, thì cái bắt nét nhanh nó vô cùng ý nghĩa ở ở ở những cái công việc đó. Và có một cái hay tiếp theo nữa là cái A6400 này nó lấy nét vào ánh mắt, mắt người hoặc mắt động vật nó đều lấy nét rất tốt và lấy nét rất nhanh. Mình chỉ việc dơ lên chụp và nét căng vào ánh mắt. Thì đấy là một cái lợi thế rất lớn so với lại A6300. Mình chụp trên A6300 thì lấy nét rất nhanh, tuy nhiên là mình chụp bằng cái ống kính nhá. Ống kính Sigma tiêu cự là 30 mm và khẩu là 1.4, thì cái DOF của nó rất mỏng nên nhiều khi là mình chụp sẽ bị mờ nhòe. Ở trên nó lấy nét vào mặt đấy, thì nhiều khi là cái chỗ này là nét còn cái mắt thì lại mờ, thì ở trên cái A6400 thì nó lấy nét vào mắt thì là rất là tuyệt vời, chụp rất dễ và rất nhanh. Nếu như mà các bạn đang ở A6300 thì cứ giữ nguyên, đừng có lên, vì đầu tư thêm một vài trăm ngàn để có một cái gương soi ở trên này để tự mình nhìn thấy chính mình ấy, thì nó rất rẻ, nó rơi vào 300 ngàn thôi. Chịu khó cồng kềnh một chút nhưng mà các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Còn A6400 nâng cấp thì không đáng kể so với A6300, mà trong khi đó lại
phải chi ra đến hàng chục triệu đồng thêm nữa thì nó không bỏ. Cái A6400 này nó vẫn sử dụng cái pin là FW50, nghĩa là nó chụp thì cũng chỉ được trên bề mặt lý thuyết là 300 tấm, còn quay thì quay lúc là hết rồi. Thì là mình có một quả pin zin nữa ở đây, thì là mình có hai quả pin zin và mình có sử dụng pin hai quả pin thêm của Rad Power, của Rad Power và cả cái adapter sạc này nữa, thì là mình sẽ tha hồ quay chụp 4K trong vòng một ngày mà không có phải lo lắng gì cả. Thì nếu như mà các bạn chỉ có một pin thôi ấy, thì quay 4K hoặc là quay Full HD hoặc các thứ thì phải rất tiết kiệm, hoặc là thi thoảng lại phải sạc. Thì đang trong cái lúc sạc mà cái khoảnh khắc nó trôi qua hoặc là ánh sáng nó vụt qua mất rồi thì nó hơi phiền phức. Vì thế nên là các bạn nên mua thêm pin. Còn nếu như các bạn mua chính hãng thì thường nó sẽ có thêm quà tặng, đấy là thêm một quả pin và thêm một cái túi và thêm một cái thẻ nhớ 64GB, thẻ nhớ để quay 4K Class 10 UHS 1 U3. Và cũng không có cái gì để nói nhiều về cái A6400 nữa, mình chỉ khoe như vậy thôi. À, có một cái nữa, đấy là A6400 nó không có chống rung ở bên trong, nó không giống như là A6500 hoặc là A6600. A6500 hoặc là 6600 thì nó có chống rung 50 ở trong cảm biến trực tiếp luôn. Thì như vậy các bạn có thể sử dụng các cái ống kính prime không có chống rung, ví dụ như là ống kính Sigma đấy, không có chống rung, quay rất là rung. Thì để khắc phục cái điều đó thì mình đã dùng gimbal, mình dùng một cái gimbal Ronin SC. Thì chống rung hay không có chống rung thì cũng đều phải có gimbal cả. Không có gimbal thì quay những cái cảnh quay nó rất không đẹp, và cầm như này quay thì cũng không khác gì điện thoại cả. Có gimbal thì nó vừa chống rung mà vừa quay được rất nhiều các cái cảnh quay rất giống phim ấy, nó gọi là đậm chất điện ảnh ấy. Còn lại thì mọi thứ vẫn thế, vẫn giống với A6300, không có gì đặc biệt cả. Và tới đây mình sẽ đè con A6400 ra test chụp ảnh, test quay phim cho các bạn xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn.